Welcome to tonight, quý Việt Thảo. Cái việc đầu tiên là Việt Thảo cũng phải cảm ơn hai sponsor đã bảo trợ cho chương trình tonight, quý Việt Thảo. Đó là gạo Nàng Hương Chợ Đào và bột nhúng SNS mà quý vị cũng như các bạn đã thấy quảng cáo trong phần chiếu tonight, quý Việt Thảo trên Việt Face TV của DirecTV 2076. Một cái điều nữa là kỳ rồi Việt Thảo có nói về vấn đề Obamacare. Thậm chí có người phải trả tiền thuốc, mà các bạn có tin nổi không? Một viên thuốc là 110.000 đô la, ba viên thuốc là 330.000 đô la, ba viên thuốc bằng một cái căn nhà của người ta, nhưng mà phải mua ba viên thuốc để mà cho cái bệnh viêm gan C, đó là loại thuốc mới trị được. Nếu không có cái Obamacare mà mua bảo hiểm kịp thời thì lấy tiền đâu để mà trả tiền thuốc đó nha. Bây giờ Việt Thảo muốn mời các bạn biết thêm về vấn đề Medicare. Tại vì ở bên Mỹ đó, khi mà chúng ta có cái lợi tức thật là thấp, chúng ta được hưởng cái Medicare của chính phủ. Và hầu như mọi người đều biết cái đó là chính phủ tự động cho nha, xin là cho. Rồi, nhưng mà có một cái Medicare kế tiếp, Medicare đầu là A, Medicare B là gì? Medicare B là cho những người làm việc mà tới cái tuổi retire. Mình phải apply, mình xin, người ta mới cho. Chứ bây giờ mình không xin, chính phủ đâu có biết mình retire lúc nào mà cho. Thì mình có Medicare A, B. Có người có Medicare rồi, tự hào rằng là bây giờ tao có Medicare, không lo, không được nha. Tại có nhiều cái mình chưa biết. Nó còn Medicare C là gì, Medicare D là gì. Chẳng hạn Medicare C là những phần nó cover những phần mà AB nó không cover. Dạ? Và phải mua như thế nào. Medicare D là về thuốc men cần thiết như thế nào. Ở đây Việt Thảo không có thời giờ để nói hết. Nhưng mà vừa rồi, như Việt Thảo nói, có Thu Hình phỏng vấn Châu Insurance Agents ở tại Atlanta, Georgia. Đây là người có kinh nghiệm, rất kinh nghiệm ở trong cái vấn đề bảo hiểm và Medicare. Các bạn có thể vào Chuyện Bên Lề 534 của Việt Thảo trên YouTube để mà xem nhé. Thì trong đó có đầy đủ chi tiết, các bạn có thể gọi điện thoại, người ta sẵn sàng giúp cho về vấn đề Medicare. Việt Thảo muốn được nhắc nhở người Việt Nam, có đôi khi chúng ta lầm tưởng rằng chỉ có Medicare là được, không phải nha. Medicare A là gì, Medicare B là gì, C là gì, D là gì. Tại sao mà tự nhiên Medicare hay là cái tiền social nó sụp, nó trồi như thế nào, tiền tăng giảm như thế nào, nhiều chuyện lắm. Cho nên các bạn nhớ để chúng ta biết thêm về vấn đề an sinh xã hội, về vấn đề Medicare trong cuộc sống, nhất là những tuổi già hay là sau khi chúng ta retire. Điều nữa là Việt Thảo rất cảm ơn mọi người đã theo dõi Chuyện Bên Lề để biết thêm về chi tiết đó. Và cảm ơn mọi người đã theo dõi tonight của Việt Thảo. Các bạn nào muốn biết thêm chi tiết hay là góp ý phê bình về tonight của Việt Thảo, email về ở địa chỉ là tonightwithvietthao@schannel.com. Nhớ nghe các bạn. Hôm nay Việt Thảo muốn mời một special guest, một người rất nổi tiếng và là một người bạn rất là trẻ, còn rất trẻ và rất được yêu thích trong nền âm nhạc Việt Nam ở tại hải ngoại, ngay cả trong nước cũng vậy. Đó là ca sĩ Andy Quách sẽ có mặt trong tonight của Việt Thảo sau phần quảng cáo của đài. Welcome back to tonight của Việt Thảo. Điều thứ nhất là Việt Thảo muốn cảm ơn các bạn đã gửi thư tín về cho Việt Thảo, nhưng mà nhiều quá trả lời không nổi nha. Ngày hôm nay trong phần thư tín đó, đặc biệt ở chỗ là có nhiều người gặp Việt Thảo cũng có hỏi là muốn lên tonight với Việt Thảo phải như thế nào, điều kiện ra sao. Tôi mới hỏi ngược lại, điều kiện là như thế nào, ý muốn hỏi là có phải trả tiền hay không. Hôm nay vấn đề này phải clear nha. Có nhiều người nói rằng lên chương trình tonight với Việt Thảo phải trả cho Việt Thảo bao nhiêu tiền, ít nhất cũng phải 500 hay 1.000 hay là 1.500, 2.000 thì mới lên được. Ngày hôm nay Việt Thảo trả lời rất rõ luôn. Riêng Việt Thảo nha, là chưa bao giờ nhận tiền ai và sẽ không bao giờ nhận tiền ai. Các bạn muốn lên tonight Việt Thảo, điều kiện thứ nhất là phải được mời. Đó là anh John và anh Lâm sẽ mời. Anh John là manager và anh Lâm là director. Cũng có bàn bạc với Việt Thảo. Cho nên việc ăn tiền hay không đó, anh John với anh Lâm tôi không biết nha. Tôi thì không có. Cái này phải clear. Không, thật sự vì nhiều khi John với Lâm nhận tiền tôi không biết đâu, tôi không có nói chừng dùm được. Nhưng mà riêng Việt Thảo không có. Ban nhạc có không? Ban nhạc không có luôn. Xác nhận rất rõ nha. Các bạn lên tonight với Việt Thảo, chẳng hạn như Evan Lê vừa rồi mời, chẳng hạn là mời lên tội nghiệp nha, vợ chồng con cái tốn tiền mới quay qua. Cho nên trong chương trình tonight quý Việt Thảo lên đài, lên show không có tính tiền và không có lấy tiền. Có nhiều người nói chắc cũng phải đưa cho Việt Thảo bao nhiêu mới được lên. Không có nha, mang tiếng tội nghiệp con giống như nó đi làm cho chùa chia vậy đó. Không có nha. Rồi, như vậy rõ nha quý vị. Lên tonight với Việt Thảo là quý vị có tài hay là có gì đặc biệt chúng tôi mời lên, không có lấy tiền. Dạ, vì chúng tôi đã có tiền sponsor bởi gạo Nàng Hương Chợ Đào cũng như SNS.
Và quý vị nào thương tonight quý Thảo, cứ việc sponsor về đài để cái tiền đó chúng tôi nuôi đài để mà làm việc, đem cái chương trình đến cho mọi người. Đồng ý không ạ? Xin cảm ơn. Yes. Nếu lấy 300, 500 ít, lấy đại 30 ngàn đi. Nhưng mà lấy nhiều ai đưa. Ok. Rồi, điều thứ hai là Việt Thảo đi đâu trong cuối tuần này? Xin thưa Việt Thảo, như đã từng nói ở trong tonight của Việt Thảo trước đây, cùng với Mai Quốc Huy và Triệu Minh, có Hoàng Nghĩa nữa, đi qua bên Oslo, Norway để làm từ thiện do những người có tấm lòng vàng ở bên Na Uy tổ chức. Và thứ bảy đó là ngày thứ bảy ngày 25. Ôi xin lỗi, thứ bảy ngày 4, ngày 4 tháng 3. Và sau đó Chủ nhật ngày 5 tháng 3, Việt Thảo sẽ bay về Denmark để mà làm từ thiện bên đó. Rồi, chỉ có vậy thôi. Ok, ngày hôm nay Việt Thảo muốn giới thiệu một cái tiếng hát mà cất lên bài hát này thôi là trademark, là của ca sĩ đó mà chúng ta đều biết. Đó là ca sĩ Andy Quad trong chương trình Tonight with Việt Thảo. Yes. Làm sao biết được tình yêu trái ngang, con tim hoang mang lầm lỡ trao. Điểm riêng không nói, nhìn em với người, vì anh đến sâu nên ôm thương đau giờ trách ai. Nụ cười em trên môi, đôi mắt long lanh như sao trời, nào phải đâu cho anh, riêng anh mà tích nhớ. Đừng buồn chi tôi ơi, khi giấc mơ chỉ xa đôi đời. Vì sao anh luôn yêu em thôi, vì sao anh còn tìm chỉ có em. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Người em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu, yêu là treo, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Vui trong tình yêu đây nào đâu chỉ có ai. Ai đã từng không lần yêu, đã yêu không có lần con tim dại khờ. Hỏi hỏi lòng sao còn mong nhớ mong, cho dấu tình trao em buồn màng. Here we go, yeah. What's up, shut up, yêu cuốn say. Từng tới đến em như đứa thơ thân, làm trái niềm đam mê mong chờ. Với em tình kia anh nào đâu mong cái chi được nói ra. Anh sẽ vào tim bóng nguyên em, cho dấu tình mãi ngậm người. Đến bước thời gian và ta lặng đi bên em, vì ta và em là hai đường không cùng nhau đi chung đôi. Từ thôi giấc mơ chỉ mong rằng em hãy gìn giữ. Thì kêu please to myself còn trong ký niệm, come on. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quân. Người em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu, yêu là treo, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Người trong tình yêu đây nào đâu chỉ có ai. Em từ đâu, em là ai, em là mơ, em là thơ, em là vui, em là say, em là quên. Người em với em anh nào đâu cần biết chi. Yêu, yêu là treo, yêu là mong, yêu là đau, yêu là điên, yêu là say, yêu vì ai, yêu vì em. Người trong tình yêu đây nào đâu chỉ có ai. Ai đã từng không lần yêu, đã yêu không có lần con tim dại khờ. Hãy hỏi lòng sao còn mong nhớ mong, cho dấu tình trao em muôn màng. Yêu em anh mong chờ, oh, yêu em anh u hoài, oh, yêu em anh âm thầm, oh, con tim anh hao gầy, yeah. Yêu em anh mong chờ. Hey. Ok. Dễ thương quá. Hello, hello. Em làm tranh nhớ vô cùng cái thời gian mà tụi mình làm việc chung với nhau quá nhiều luôn. Mời em ngồi. Dạ. Yeah. Ok, em gửi lời chào với mọi người được. Yes. À, vâng, trước hết
À, cho em xin chào anh Việt Thảo. Hello. Yeah. Thank you cho em lên show này. Xin kính chào các khán thính giả đang xem show, đang xem chương trình live show Việt Thảo tonight. Nè, yeah. Có đưa tiền cho Việt Thảo không vậy? Dạ, buồn em buồn, em buồn đây xin. xác nhận rất rõ. Lên show mà lên đàng hoàng không có tiền đúng không ạ? Vâng, đúng. Dạ. Ngày hôm nay đó nha, ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu nha. Ê, cái này là cái Andy and Cat. Cat là cát tiên đúng không? Dạ vâng, đúng. Dạ, hình rất đẹp luôn. Ở ngoài sau hình có con mèo nữa. Úi chà, hai đứa. Đây là cái CD hay là DVD? Dạ, xin thưa anh Vị Thảo, đây là cái CD. Mà đây là cái album đầu tiên, đầu tay của em với nữ ca sĩ cát tiên luôn. Hồi đó giờ hai đứa em đi hát, phải nói là cũng là một thời gian khá lâu. Nhưng mà đây là một cái lần đầu, phải nói là lâu lắm rồi, bây giờ mới có một cái album official. Phát hành chưa? Phát hành chưa? Cái đầu tiên của hai đứa luôn. Wow. Dạ, sắp sửa sẽ được phát hành và... Em mới lấy được đĩa về. Ok, những cái đĩa này ngày hôm nay mình sẽ gửi cho khán giả. Dạ vâng, đúng rồi. Ok, bây giờ Andy Quách lần đầu tiên lên show của anh. Dạ vâng. Những cái show khác có lên chứ. Dạ vâng, dạ. Vâng. Thì những cái điều mà mọi người biết về em nhiều lắm, đúng không ạ? Thì bây giờ ở đây đó, cái game thứ nhất trong chương này của Thảo là ba điều chưa biết về Andy Quách, em có thể cho biết. Mỗi một điều khoảng 2 phút tối đa, nhá. Ok. Ok, điều thứ nhất trong game thứ nhất chưa biết về Andy Quách quý vị. Yeah. Dạ em cũng không biết nữa. Nhưng mà đang suy nghĩ. You got 2 minutes. Ok, well, điều thứ nhất, em thích fashion. What? Tức là thời trang. Ủa cái này ai cũng biết mà. Đương nhiên đúng rồi. Nhưng mà tại vì em mình là nghệ sĩ, thành ra lúc nào mình cũng muốn look good, you know, dress up, you know, all the time, look good để cho khán giả. Nhưng mà cái điều mà có lẽ là không ai biết là em rất là mê giày. Mấy đôi giày. Ok. Yeah. It's look new and fashion to me. Yeah. Ủa cái đó ai cũng vậy mà đàn ông ai không mê giày? Dạ vâng, thank you. Mà cái lẽ là... Cái gì chứng minh rằng em mê giày? Em có lẽ hơn, em có cỡ 80 đôi đôi giày. What? Em đi hát cần tới 80 đôi hay là em thích em mua em để đó có mang không? Em bị mê. Dạ, mê. Mỗi lần mà cái rảnh mà ngồi cầm phone, cái mở mấy cái app lên, mở mấy shopping site lên là cái là... Thấy là bấm vô. Là bao nhiêu tiền vô mua giày hết? Dạ vâng. Cũng ai nó nói nó mê dài à. Nó nói bây giờ trong người nó có cái chừng 80 cô gái cái chết liền đó. Cái đó cũng là cái bệnh mê dài. Bệnh dạ, mê dài. Chứ phải mà chưa ai biết, chưa ai biết hết. Dạ, ít có người biết, không ai biết. Ok, đó coi như điều thứ nhất mà chưa biết về anh Quách, mê dài. Nhưng mà nhớ là mê dài chứ mà mê gái. Rồi, như vậy nè. Như vậy thì bây giờ muốn tặng quà cho em tặng đôi dài, em thích lắm đúng không? Dạ vâng. Yes. Nếu mà khán giả hay là fan mà yêu thích thì nhớ tặng dài số 9 nha. Số 9 phải không? Là 9 wide hay là 9 regular? Dạ, regular được. Regular số 9 nha quý vị, số 9 nha. Andy Quách dài số 9. Andy Quách không bao giờ nhận đồ mắc tiền lắm. Dài nào có chừng 15-20 đồng là được rồi. Ok. Một đôi dài trung bình em mua khoảng nhiêu? Dạ, tùy. Tùy loại. Dạ vâng, tùy loại. Ok, điều thứ hai chưa biết về Andy Quách. Điều thứ hai trong game. Wow. Cái phải nói là show này nó... Yeah. Khác hơn mấy cái show em đã làm rồi. Thành ra có nhiều cái nó cũng hơi bỡ ngỡ, em chưa có chuẩn bị mà anh... Yep. Mà có live show, có live khán giả nữa, thành ra là... Yeah. Live band nữa, Brothers Band. Yeah. Thank you the band. Thank you, thank you Brothers Band. Yep. Điều thứ hai. Chưa ai biết gì. Ngoài em mê âm nhạc, mình là nghệ ca sĩ thì em cũng rất là mê phim ảnh. Em vô tin vô, of course. Ai không mê phim ảnh? Đúng rồi. Nhưng mà... Em có cái, hồi nãy mình nói cái bệnh đúng không? Bệnh mê dài. Bây giờ nếu mà có lẽ cũng là bệnh mê phim. Dạ vâng. Phim Mỹ, phim Việt, phim Hàn, phim Tàu. Dạ, phim gì em cũng xem hết á. À. Mà mê như thế nào? Thế nào mới gọi là mê? Giống như là em mỗi lần ngày đi làm về hay là ngày thường gì đó relax của em á, thì em thích chơi, xem phim. Vâng. Mà có một cái em bị cái cũng là một cái bệnh, phải là tốt hay xấu không biết nữa. Nhưng mà có nhiều lúc mà cái một tức là ý em nói em coi phim X không cái gì. Biết ngay anh sẽ nói câu đó. Không thì cũng là phim. Phim đó mà coi mỗi ngày chết á. No, có khán giả được thấy. Okay. Anh biết không, nhiều lúc không biết anh tánh anh sao, nhưng mà nhiều mỗi lúc mà mình xem cái bộ phim nào á, mình mở lên nhiều lúc có thể lẽ là 5 phút, 10 phút là mình biết cái bộ phim đó, mình thấy là không thích coi rồi, thấy chán rồi, mình nản hay là mình không ưa rồi, đúng là không? Đổi phim. Dạ đổi phim. Mà em bị một cái bệnh nữa là cho dù mở cái phim nó lên nó không có hay, nó dở mà nhiều lúc nó vô duyên lắm. Nhưng mà em cũng phải coi, vừa coi vừa chửi. Mà phải nói là
mà coi thôi hết mà, luôn. Mà không biết coi đi sao tắt phim đi không? Mà phải coi cho hết, mà coi tới hết phim xong rồi mới chửi. Man, phí hết 2 tiếng đồng hồ trời của mình. À, đó là điều thứ hai chưa ai biết. Dạ, mê coi phim. Thật sự cái này không, em không biết phải là điều không? Em cảm thấy dòng đám đen đây đang khai là giống như cái bệnh của em hay sao vậy đó. Đó là cũng cái cá tính của em. Dạ vâng. Dạ, làm cái gì nó phải hoàn tất. Dạ, rồi, vâng, em điều thứ ba. Ta cái gì là finish. Điều thứ ba chưa biết về Andy Quách. Wow. Hồi đó giờ mọi người nhìn thấy em trên sân khấu ca hát nhảy nhót tưng bừng hết. Có khi bà con mời uống bia uống rượu cho sân khấu cho vui. Cái đó em học theo anh thôi. Tại sao phải khai vậy? Điều thứ ba chưa biết về em kìa. Hồi nãy anh nói về đi hát. Vâng, thì thường mấy khán giả hay là ai cũng nghĩ là em là với cái image bad boy quậy lên hát này thôi. Nhưng mà thật sự khán giả chắc không biết là lúc em ở nhà em là good boy. Tức là em hiền lắm, hoàn toàn khác với những gì trên sân khấu. Giống như lên sân khấu là giống như giống người là in the zone, giống như là mình bị lên đồng. Yes. Là mình, yeah. Là mình cứ giống nhanh thôi. Hết mình quậy trước mặt người ta. Mình phải làm cho người ta vui đủ chuyện, nhưng mà về nhà cái thế giới riêng tư mình nó khác. Dạ vâng, cái làm đó không phải là mình acting, cái làm đó là cái thật của mình. Còn nếu mà ở nhà thì chắc lẽ là khán giả không biết, tại vì ở nhà thì thật sự là em rất là bình dân, rất là nhẹ nhàng. Ồ, ý muốn nói lên sân khấu là kêu xa chảnh á. Không có. Ok, đó là ba điều chưa biết về Andy Quách, quý vị, trong chương trình tonight, quý vị tổng. Dạ vâng. Sẽ trở lại sau phần quảng cáo của đài nhé. Welcome back to tonight, quý vị Thảo, và special guest là ca sĩ Andy Quách. Ba điều mọi người chưa biết về Andy Quách, thực sự trong đời người có nhiều điều chưa biết lắm. Và ngay cả những điều mình chuẩn bị trong tương lai, có khi nhiều người cũng chưa biết nữa. Andy Quách có thể cho biết là trong thời gian qua, vấn đề ca hát của em như thế nào? Về CD, về DVD hay là những cái dự tính của em như thế nào? Dạ, cũng như hồi nãy anh nói thì trong tương lai nhiều lúc mình chưa biết nữa. Tại vì nhiều lúc sometimes mình plan chưa chắc là mình làm được. Bởi vì cái thời gian với lại em cảm thấy mình làm cái gì nó cũng phải có cái right timing. Cái timing nó rất là quan trọng. Nhưng mà thật sự thì sắp đến những năm kế tới thì nhưng trong năm nay, năm mới của mình thì cái album, cái đĩa Andy and Cat, tức là Andy là Andy Quách, tên của em, Cat là Cat Tiên, thì tôi lấy ngắn đặt tên cho nó đặc biệt, cho nó lạ gì đó. Cat giống như con mèo luôn. Dạ. Vâng, tại vì Cat Tiên là người ta thường thường gọi là Cat, thì nên ra Cat Tiên là nickname nó giống con mèo vậy đó. Nhưng mà tại sao trong hình này em là tô mì? Tô phở anh. À, tô phở hả? Lý do tại sao để tô phở? Vậy thì anh phải hỏi cái Cat Tiên. À. Nó là cái đó là Cat Tiên vẽ. À. Vâng. Cái ID này, cái chụp hình này là ở trong có cuốn booklet nữa anh. Wow. Dạ vâng. Em có cuốn bút lẹt đây, em lấy chưa? Dạ. Yeah. Vâng, để cho khán giả xem. Đây, có cuốn bút lẹt nữa. À, những hình ảnh ở trong đây tụi em chụp rất là dễ thương. Oh. Rất là cute. Đây là toàn tất cả là những cái ID của Cát Tiên. Xin muốn làm một cái gì đó nó nhẹ nhàng, nó vui vẻ mà hai đứa. Mà thú thật em Thảo là cái đây là cái album đầu tiên, cái photoshoot này. Hồi đó giờ em đi hát, em làm bao nhiêu cái album, chụp bao nhiêu cái hình photoshoot. Đây là cái photoshoot đầu tiên mà thấy quý vị thấy em cười. Tại giờ đó giờ chụp hình toàn là mặt ngầu, mà đây là cái album đầu tiên mà thấy là Andy Quách. À, cái này đã phát hành rồi. Dạ vâng, cái này phát hành. Dạ, dạ. Một chút mọi người cũng có nha. Dạ. Dạ, gửi tặng cho khán giả. À, anh thấy em có post lên trên YouTube. Ừ. Có khi em gửi qua anh có nhận được. Dạ vâng, đúng vậy. Dạ. Những cái đó là sao? Cũng như là DVD đi. À, là ca nhạc đó. Dạ vâng, dạ vâng. Cũng như thưa với khán giả cũng như anh Thảo, hồi xưa thì em cũng đã có dịp cộng tác với anh, cũng như mình đã có anh em mình cùng trong trung tâm Vân Sơn. Yeah. Hồi xưa thì lúc nãy em có được trung tâm Vân Sơn promote, tức là em ở trong trung tâm Vân Sơn thì những cái băng đĩa thì đó là do trung tâm Vân Sơn phát hành. Thì sau đó là lúc mà hết contract rồi thì em đã bước ra tự lập, em là independent. Thì nên là mình tự lập thì cũng may là bây giờ cái technology bây giờ nó rất là mạnh. Thì nên những cái trang mạng như là những trang mạng xã hội hay là những cái internet, YouTube, Facebook hay nọ, cái đó là những cái động cơ, những cái máy, cái machine để cho cái mình phương tiện, dạ, phương tiện, dạ, dạ. Để đưa những sản phẩm của mình hay là để đưa những cái những gì cái mình làm đi worldwide. Mà thật nó rất là hiệu quả. Thành ra là từ ngày lúc em nhảy ra làm independent thì nó rất là cực, tại vì mình không có trung tâm mạnh đứng sau lưng mình, nhưng mà em lại cảm thấy rất là thoải mái và phải nói là rất là satisfaction, tức là là sao đó? Thỏa mãn. À, thỏa mãn, dạ đúng. Được rồi. Là bởi vì mình làm được những gì mà
ấp ủ bao nhiêu lâu, mình muốn làm những gì mình làm, và tình tự cái công của mình bỏ vô, mình đầu tư vô, thì nó một khi mà nó thành công, mình cảm thấy nó thỏa mãn, mình hài lòng với cái mình có. Ok, nên đó là những video mà em thường em gửi đến anh để là chia sẻ. Nhưng mà khi em chia sẻ trên internet như vậy, người ta coi hết rồi, người ta đâu có mua. Dạ vâng. Thì chỉ là thật sự là mình muốn một nghệ sĩ, mình muốn làm để mình đưa những cái công việc của mình, như là những bài hát hay những video của mình, sản phẩm mình, để cho tới công chúng, để cho họ xem, để cho họ nói. Thì rồi sau đó họ thích thì họ mời mình đi show. Yeah, nó cũng về vấn đề show của em đi nhiều, anh biết em đi cũng khá nhiều. Em cũng ok. Có nhiều lần gặp cũng gặp. Dạ vâng, đúng. Nhưng mà như này, bây giờ đó, thí dụ bây giờ có một người bầu show thì người ta biết em rồi. Người ta có. Nhưng mà có nhiều người, thí dụ bây giờ một cái đám cưới nhá, hay là cuộc họp bạn, hay là một cộng đồng ở nơi nào đó, hay là nhiều người bầu show người ta mở ra, người ta muốn mời anh đi quách đi. Liên lạc đâu? Tại vì thường thường liên lạc ca sĩ phải liên lạc qua trung tâm. Dạ. Bây giờ có số điện thoại riêng được không? Dám cho không? Ê, giờ Thảo dám cho nha. Thực sự mà nói đó, trong tất cả nghệ sĩ chưa ai khùng như anh luôn á. Dám cho số điện thoại cầm tay luôn đó. 7144143358. Rất rõ luôn. Em không cần cho, làm sao để liên lạc với em nếu mà mời show. Vậy thì xin mời quý vị gọi anh được. Đi Thảo. Được. Ok. Không, rất rõ luôn. Rất rõ được luôn. Ngày hôm nay Việt Thảo nhận luôn. Nếu quý vị nào muốn mời em đi quách mà ví dụ như không liên lạc được, cứ gọi thẳng cho Việt Thảo ở số điện thoại vừa mới nói, 7144143358. Việt Thảo sẽ liên lạc em đi quách. Về vấn đề giá cả hay vấn đề thời gian gì đó là em đi quách nói, nhưng Việt Thảo sẽ thông báo cho. Dạ vâng, cảm ơn anh. Được không? Dạ. Được. Dạ, ok. Và nói rất rõ nha. Có commission không? Không, no commission. Tại vì có chuyện có nhiều người. Nhiều cái agent, dạ. Không phải. Ông thầy nữa, gọi điện thoại nói chuyện nghe luôn. Nói Việt Thảo ăn tới 25% tiền commission. Oh wow. Dạ. Yeah. Có chỗ tổ chức tới mấy chục ngàn không biết. Khi mà Phật tử chất vấn hỏi ok tiền bạn sao? Nó trời ơi tiền nhiều là Việt Thảo ăn tới mười mấy phần trăm nữa. Cứ như vậy. Wow. Ngàn no more, no more, không phải no more mà no way, không có. Anh sẽ không phải là manager, không phải là agent, nhưng mà anh em nghệ sĩ giúp nhau. Không, em biết. Dạ. Yeah. Thật sự anh em mình cũng đã làm việc hay là cũng biết nhau bao nhiêu năm rồi. Anh Việt Thảo là một trong người nhưng mà phải là rất là uy tín. Mà mỗi lần em đi show với anh em đều rất là enjoy. Em học rất là nhiều điều của anh luôn á. Thiệt luôn á. Là anh Việt Thảo, anh ở ngoài show với quý vị mà có cơ hội mà đi xem live show của anh Thảo hay là thấy anh Thảo điều khiển chương trình. Anh Thảo is like... So good. Có một lần em nhớ là cái show gây quỹ ở... không biết cái này khai được không ta? Được, nói cứ nói. Sure. Ok. cái show diễn đó mình cho cái gì ở bên... Ở bên Dallas. Cái vụ mà... tsunami, không đâu. Sau này cái động đất hay là cái gì, hay là lụt gì ở bên nào lớn lắm. Cái show mà do anh Điên làm á. Vấn đề Japan. Vấn đề ở... tsunami. Dạ. Phải tsunami đúng không? Nhưng mà ở bên Japan. Em nghĩ là... Dạ, thì em cảm thấy phải nói là phải công nhận anh Thảo rất là hay luôn. Ai làm gì làm mà lúc anh Thiên Thảo đứng lên để nói mà bữa đó em học được một chiều của anh và coi em cảm thấy là mà kể cả những anh chị em nghệ sĩ mà đằng sau sân khấu cũng phải đằng sau hậu trường cũng phải chạy ra để mà nghe vụ gì? Nhìn anh để mà chăm chú để mà xem những gì làm. Gì? Là tại vì biết không anh Thảo thường thường anh Thảo uống một chai bia là dễ rồi đúng không, em cũng học chiều anh con đó chứ đó, thành ra mỗi lần mà đi uống chai bia là tao uống hay quá, nhưng thật sự là em học của anh. Mà cái điều đó bữa đó một điều năm học nữa là anh phải nể luôn là em khai được đúng không? Được. You sure right? Ok. Là bữa đó anh Thảo nói là nếu anh Thảo kêu gọi, nếu mà những khán giả đó, những khách em xem, nếu mà ai mà anh Thảo mà làm được điều này thì quý vị sẽ sẵn sàng bỏ bao nhiêu tiền để cho, để cúng, cũng là donation ủng hộ. Dạ ủng hộ. Thì xong rồi cái là cái anh Thảo mới đưa ra là bây giờ có chai bia đây, anh Thảo sẽ uống mà bằng không khui nắp. Đó đúng không? Anh nhớ đêm đó đúng không? Oh man, lúc đó là ai không ai tin hết. Tụi em nghệ sĩ đang ngồi đó, nó anh nói sao vậy? Không khui nắp mà sao uống được? Thế mà quý vị tin không? Anh Vì Thảo làm được điều đó. Mà anh đu cách học không kịp. Không được, tại vì miệng không bằng anh. Không phải. Ok. Tự nhiên ủa sao vậy? Em qua đây em ngồi đi, em phỏng vấn anh trả lời. Đang nói về em. Okay. Anh biết không, nhưng mà nói thật là tại vì em là đàn em đi sao thì đương nhiên mình được vô, mình có được những người đàn anh mà lúc nào cũng chiếu cố và học có những cái điều hay để mà mình học hỏi, thì cái điều đó là we always look up to. Nhưng mà như này phải nói rất rõ luôn, Andy West là tiếng hát trẻ, như vừa rồi mọi người thấy anh nói thiệt á, từ lúc ở trung tâm Nhân Sơn sau này mỗi lần em hát lại cái bài như nãy là anh đứng anh nhảy theo. Đã lắm. Mà lúc nói, lúc tâm tình, rồi lúc cái đoạn mà vô cái em là lúc đó là chơi cò, chơi sáo, tao đã lắm. Ok, bây giờ như thế này, chuyện mình còn dài, nhé. Và bất cứ lúc nào quý vị cần tiếng hát Andy Quách,
không liên lạc Andy Quách. Nếu liên lạc được Facebook, liên lạc không gọi thẳng cho Việt Thảo 714-414-3358. Việt Thảo sẽ liên lạc Andy Quách cho quý vị. Dạ, có thể quý vị có thể liên lạc Andy ở trên Facebook Andy Quách Music. Yes. Đã lên Facebook giống Andy Quách Music. Còn không thì gửi email về cho andyquachinfo@yahoo.com là cũng yes, dạ, rất rõ ràng nha quý vị. Yeah. Ok, bây giờ game thứ hai hai anh em mình chơi ngày hôm nay trong chương trình tonight của Việt Thảo. Cái game thứ hai này là chơi bắn lon. Bắn lon mà bắn bì, tức là mình có cầm dây thun rồi cái giấy mình cuốn lại như chơi hồi nhỏ mình bắn đó. Bắn rớt lon là thắng. Rồi bây giờ qua đây, xin mời em qua đây. Tràng pháo tay cho cái game thứ hai quý vị ơi. Dạ. Cái này thử thách quá. Anh Lâm sắp lon dùng, sắp lon dùng. Ok, mình giờ cái ghế xích qua. Được. Ok, sắp lon bên đây. Đây với đây. Em một bên, anh một bên, mình luân phiên mình bắn. Dạ. Yeah. Bắn làm sao muốn bắn trên, bắn dưới cũng được, bắn sao mà đứa nào rớt hết trước là đứa đó thắng. Đó giờ bắn là em rành lắm. Hả? Ok, đây là mình gọi hồi xưa là bắn bì, tức là cái giấy đó mình cuốn lại. Rồi anh để hở vậy luôn á hả? Tức là mỗi đứa một bên. Bị vậy đó, nếu để sát quá mình bắn ở dưới nha, bắn nhiều khi nó lọt lỗ nha, mình chơi hở. Ok, bây giờ bắn sao bắn, đây là cái lằn mứt nè. Đó. Ai bắn trước cũng được, mình luân phiên với nhau. Lựa dây nào chắc xíu. Được. Anh á, anh mới sợ, biết sao không? Anh bắn đây đó, anh sợ nó bay qua phía khán giả. Thì đó nãy em cũng định hỏi là không biết có khán giả ở dưới có mua okay, bây giờ chưa? Em bên đó đó, em bên lỡ đó. Lỡ bắn lạc đạn. Thì em bên đó thì em bắn bên em phải không? Em bên đây, anh bên đây. Em có thể bắn ở trên này. Ừ. Em có thể bắn cái này, em có thể bắn dưới, bắn sao mình rớt hết thôi. Thì biết sao mà rớt hết mà bắn ít viên? Không, có bắn luân phiên. Người nào mà rớt hết trước rồi đó. Ok, yeah. Ok. Rồi, được không quý vị? Bây giờ ai bắn trước cũng được. Mời em. Quý vị nhớ đeo mắt kiến, đeo Google, Google vô nha. Để khỏi video mắt. Anh đi. Dạ. Rồi bắn trước, em bắn trước. Cái này lâu quá em không biết sao bắn nữa. Bây giờ không anh? Dạ, hồi xưa chơi bắn bằng dây chì nữa. Ui chà. Ghê quá. Dạ. Em đi trước à? Em trước. Dạ. Không biết cầm sao nữa, lâu quá. Biết lâu hết. Ôi trời, bắn lộn anh. Bắn lộn anh, anh thắng đó. Hụt. Ơi. Phan nói chứ mình có bao nhiêu viên đây? Không cần biết, bắn hết thôi. Mà nếu mà bắn không rớt hết là anh với em đánh nhau đó. Bắn hết cả xô luôn được không? Rồi. Em dở vậy ta. Trời ơi. Như vậy còn cái, anh còn một cái, anh còn một cái, anh còn một cái, anh còn một cái. Quá dữ. Give me five, man. Yes. Bởi vì người ta nói là... Không biết ăn. Hả? Anh hồi xưa giờ không chơi lâu lắm rồi. Vậy hả? Dạ. Dạ em hồi xưa em... Rồi đó giờ em cũng bắn nhiều lắm, mà không phải bắn cái này. Ủa bắn nhà cửa gì vậy? Nó vậy đó. Ở ngoài xong nhà cửa gì về nhà nó rất là mau luôn. Yeah. Hay lắm, ở ngoài nó nói hay lắm, về nhà không có đâu. Rồi. Ta đi bắn súng rồi. Tiếp. Trời ơi. Bạn nghe coi cả chót nha. Vậy hả? Dạ dạ. Úi chà, thấp quá. Ok. Còn cái khó. Úi trời, chút xíu nữa. Chút xíu nữa. Chà, bắn lẻ. Come on. Đáng. Andy Quách. Trời. Việt Thảo. Nó lên. Andy Quách. Không được. Trời, nó bay đâu vậy? Kỳ vậy ta. Đáng lên. Sao dở vậy? Nó bắn hết cái này là coi như tính điểm đó. Sao vậy? Ủa, mình bị lé, sao bắn lột hoài đó. Trời ơi. Ok. Hiểu rồi. Bắn nhạc cho trống lên đi. Trống lên, trống lên. Để sao anh? Để ngang vậy hả? Trời ơi, nguyên băng nhạc uống. Nguyên băng nhạc uống. You sure? Sure. Ê, vậy hả? Rồi, okay, hả? Wow. Rồi còn hai cái nữa. Trời ơi, em còn 5 lon luôn. Yeah. Ráng đi, nhiều khi em bắn cái giữa em trúng á. Bắn cái giữa. Hay quá. Ráng lên, em còn cơ hội cuối cùng. Rồi, em còn cơ hội cuối cùng, em bắn rớt 3 cái là em thắng. Ok. Sẽ trở lại tonight với Việt Thảo sau vòng quảng cáo của đài.
back to tonight của Việt Thảo. Vừa rồi thì Andy Quest và Việt Thảo đã chơi game và bắn. Thật sự mà nói đó, Việt Thảo mà bắn trúng đó, nó hên xui vậy chứ không có nghề đồ mà bắn trúng đâu. Phải không? Không, tại anh hay mà. Không phải đâu, bắn đại chứ bắn trật lất hết trơn, em thấy không? Đó. Có một điều đó, cái kinh nghiệm là bắn cái dây thun này, cái bì đó, tức là cái giấy cuốn đó. Thứ nhất, cuốn phải cho tròn. Cái thứ hai đó, cho nó chặt, thì nó không có lắc. Cái thứ ba nó phải ngắn, còn nếu nó dài nó đảo, đúng không? Còn cái càng ngắn càng chặt đó, nó giống như cái viên bì đó, bắn nó đi chính xác hơn. Của mình thì nãy tại Lâm cuốn cho có thì là bắn nó tùm lum hết. Trúng là trúng hơn thôi đó. Cho nên hồi nãy không có thắng thua. Mà ở đây là có cái sự vui chơi với nhau. Ok? Thank you. Thank you. Ở đây là khán thắng giả thắng. Mà bây giờ nói câu này an ủi dễ sợ. Dạ, khán giả thắng cho mình thắng. Dạ. Khán giả thắng là khán giả. Khán giả thắng là bay quá lại không bị vô mắt. Dạ. Yeah. Nhưng mà đó, có một cái điều á, anh thấy nó hèn vô cùng luôn. Là em bắn mà cả ban nhạc mà sao suối nha, bắn xéo mà gan. Nhưng mà cái đó hay lắm, cái đó đúng, nhờ bắn xéo mà bắn trúng đó. Cái bắn ngay đó là tại vì cái tay mình kéo nó lên xuống. Còn ngang đó là nó cái tầm nhắm nó ngang, nó hay lắm. Dạ. Yeah. Hay, ban nhạc này cũng dữ dội lắm nha. Tràng pháo tay cho ban nhạc Brothers Band. Ok, trở lại với CD của em nha. Trong chốc lát thì sẽ tặng cho mọi người. Dạ. Em có gì nói về CD này? CD này là em đâu có mở trên YouTube phải không? Em sẽ bán. Dạ, CD bán. Dạ, dạ. CD bán. Một cái này bao nhiêu? Một cái ở ngoài tiệm bây giờ là bán nhiêu ta? Không biết luôn. Dạ, vâng, mà đi hát, thực sự đi hát thường thường ta ủng hộ 200 đồng đúng không? Dạ vâng, dạ vâng. Dạ, dạ, dạ. Cái giá đó không có quy định người ta muốn ủng hộ bao nhiêu ủng hộ. Dạ, vâng, nhưng mà không có dưới 20. Dạ. Cũng sometime, nhiều lúc cũng có 15. Ok. Em có tâm tình gì trong vấn đề Andy and Cat này? Dạ vâng, thật sự là em rất vui. Cuối cùng là em cũng đã thực hiện được một cái album mình ấp ủ bao nhiêu năm nay. Dạ, em với Cát Tiên đã hát chung trong những cuốn Vân Sơn video lúc đó thì cũng có được một số bài hit người ta rất là thích. Dạ đúng. Dạ vâng, cũng nhờ đó nên em cũng có ngày hôm nay. Mà bao nhiêu fan, bao nhiêu khán giả hay là đã mong đợi sau ủ sau mà hai người có mấy bài có nhà nào hát chung nha mà không bao giờ có album hết, không bao giờ có cái đĩa nào mà hai đứa hát chung rồi nọ, ai cũng hỏi cũng nọ. Thì do thời gian hai đứa cái timing nó off, cái nó không có cho phép, thành ra cuối cùng thì Cát Tiên cũng đã sắp xếp được một thời gian ngắn ngủi để mà làm việc với em cái album này, thành ra là em rất là vui một khi đã Cát Tiên đã nhận lời và đã làm cùng với em làm cái album này cho nó xong. Mặc dù thời giờ nó có giới hạn thôi, dạ, nha. Nhưng mà anh muốn em hát lại, có thể chọn một vài bài, một vài câu mà ngày xưa em hát đó, hit với Cát Tiên. Dạ, khi mà em cất lên là người ta sẽ nhớ bài đó, thử coi. Thí dụ bài gì? Một trong bài đó là bài Tình Bãi Cách Xa. Hát sao? Bây giờ. Thử coi. Hát live luôn hả? Dạ, yeah, live. Còn chi đâu em ơi, khi những yêu đương không còn như ngày xưa. Còn chi đâu em ơi, khi trái tim em bây giờ quá xa vời. Đừng đem buồn chi cho thêm dòng lệ rơi, vì đâu hôm nay đôi ta đây đã mãi xa trong đời. Lời yêu cuối chẳng dám trách chi những câu đau buồn. Wow. Nói có hát một câu hai câu mới làm luôn gần nửa bài của người ta. Bài gì nữa trademark của em nữa với Cát Tiên. Nhắc lại là nhớ liền. Anh lòng tiếng phim bộ đúng không? Dạ đúng. Hồi xưa một trong những phim mà rất là nổi tiếng của Hàn Quốc hồi xưa, gọi gì là Bản Tình Ca Mùa Đông. Bản Tình Ca Mùa Đông. Dạ. Yeah, yeah. Trong đó em với Cát Tiên cũng có trình bày cái nhạc của trong nhớ không? Còn nhớ lời hát không? Câu nó gọi là Ngày Chia Tay nữa hả? Show này vui à? Thử thách nhiều vậy sao? Mai mốt lên phải chuẩn bị. Rõ ràng không có chuẩn bị, yeah, đúng không? Dạ. Bài đã hát sao ta? Lâu quá rồi. Ngày chia tay em lau khô nước mắt, không biết phải không ta, đúng không? Làm lại. That's life. Ngày chia tay em lau khô nước mắt, tình đôi ta nay thôi vỡ tan. Thuyền yêu đương nay trôi mau quên đi dòng sông vắng. Yes. Vậy đi. Không, một cái nữa, một cái. Bỏ nữa, gà nữa, luôn. Cái nữa. Thế, cái thời gian nó run out nhưng mà một cái nữa. Cái này đối với anh hay là cái nữa rồi hát cái bài trong này. Dạ. Yep. Còn bài nữa hả? Còn bài Ngày Em Đi nữa. Ngày Em Đi là hai lúc đó hát là... rồi, bài Chia Tay không? Ngày Em Đi là lúc đó nó đi thiệt đó. Cái bài này thì thật sự là em với các tiệc ít hát bài này nên nó cũng nhớ nữa. Thử coi.
Ngày em bước đi, lệ rơi ướt mi, trái tim anh tang tành khi em bước đi theo người. Rồi trong tách phần ca tiên. Ca tiên qua đây. Tan nát thiệt kìa. Cái đó cái trên video Vinh Sơn còn nhớ mà tan nát thiệt. Ok, dạ vâng, bây giờ em chọn một bài trong cái album mới nhất của em để hát cho khán giả ngày hôm nay. Dạ bài này phải đặc biệt nhất của em mới được. Dạ. Cô để cho em nói thêm một vài lời. Cái album này em rất là vui là khi các tiên đã nhận lời làm với em. Mà thật sự cái album này em ấp ủ bao nhiêu lâu là bởi vì đây là những nhạc phẩm mà original, những nhạc phẩm mà gốc do chính em sáng tác. À? Dạ. Tức là cái bài hát em hát sẽ là của em sáng tác luôn. À dạ vâng, đúng rồi. Đâu, trong CD này hầu hết không? Trong studio này đa số là hầu hết 10 bài toàn là nhạc gốc do em cùng với lại team của em sáng tác cái nhạc phẩm này. Dạ. À, chứ không phải của nhạc sĩ khác? Cũng có một hai bài của nhạc sĩ khác nhưng mà cũng là original, nhạc sĩ khác cũng người Việt Nam, cũng yes, trong team của em luôn. Dạ, yes, yeah, yes, trong công ty. Của wow, em. Như vậy cái cuốn CD này là mình có nhạc mới nha, nhạc mới. Rồi em cho một bài nhạc để hát trong chương trình tonight của Việt Thảo hôm nay. Dạ, đây là cái dinh dự của anh luôn. Và rất cảm ơn em đã đến với tonight của Việt Thảo. Cảm ơn quý vị. Dạ, yeah, chọn một bài. Cảm ơn anh Việt Thảo đã cho em có phép lên đây chơi với anh quậy. bài gì? Và cũng như khán giả. Sau đây em sẽ trình bày một sản phẩm do em sáng tác được mang tên Sẽ Mãi Yêu Em. Đứa nào? Dạ. Dạ em nào muốn thì cũng chịu. Sẽ Mãi Yêu Em, okay, của Andy Quách và với tiếng hát của chính tác giả. Dạ. Dạ. Quên từng đủ hôn mà khi xưa ái ân trao hôm nào, giờ còn đâu những yêu thương khi em đã ra đi, giờ còn đâu bình anh ngồi nhung nhớ. Em sao em nỡ vội ra đi, để lại đây những yêu thương thuở nào, để lại đây dấu yêu xưa nay đã phai tàn, để lại đây những giấc mơ đã vỡ tan. Ở nơi đó chẳng biết em còn nghĩ đến ai, ở nơi đây anh mãi luôn chờ mong người. Dù biết em giờ đây đã xa cách nhau, mà sao anh vẫn yêu một mình. Chẳng vơi đi nỗi sầu, giờ đưa bao đủ hôn xưa ngày nào ta đã trao. Người yêu ơi, tình anh sẽ trao mãi, sẽ mãi yêu em. Ở nơi đó chẳng biết em còn nghĩ đến ai, ở nơi đây anh mãi luôn chờ mong. Ta giờ đây đã xa cách nhau, mà sao anh vẫn yêu một mình em. Người có biết mỗi lúc khi anh nghĩ đến em là lệ rơi vẫn chẳng bơi đi nỗi sầu. Giờ nhớ bao đủ hôn xưa ngày nào ta đã trao. Người yêu ơi, tình anh sẽ trao mãi. Sẽ mãi yêu em. Phải nói là chúc mừng em. Phải nói là chúc mừng em. Ở nơi Andy West có một cái sắc thái, cái nét riêng biệt, trẻ và độc đáo của nó. Mà Việt Thảo nghĩ rằng trong tương lai, sau cái album này ra và mọi người đã xem chương trình tonight của Việt Thảo hôm nay sẽ đón nhận tiếng hát Andy West khắp nơi nhé. Cái album này sẽ được gửi tặng cho tất cả mọi người ở đây và các bạn nào muốn có Andy and Kat
phải liên lạc khi anh đi quách, khi anh đi quách đi hát được không ạ? Nha. Một lần nữa cảm ơn Brothers Band, cảm ơn mọi người đã theo dõi chương trình của Thảo. Thank you and I love you. Yeah.